Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phong Điền đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình cơ sở. Kiểm tra thân nhiệt tất cả mọi người khi ra vào công ty ngay từ ngoài cổng. Người lao động phải bắt buộc rửa tay sát khuẩn và mang khẩu trang trong thời gian làm việc. Đồng thời, việc phun thuốc tiêu độc khử trùng đã được các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phong Điền thực hiện để phòng chống dịch corona đến người lao động. Khi đi làm thì công ty cũng tiến hành là đo thân nhiệt, kiểm tra 3 lần trên một ngày. Được bắt đầu vào ca làm việc, giữa ca và sau khi ra về. Và công ty cũng sử dụng các kênh truyền thông trong công ty để thông báo cho anh em biết tình hình dịch bệnh. Công ty cũng tiến hành là khẩu trang cho anh em, toàn thể anh em nhân viên trong công ty. Mục tiêu của Fenica thì cũng như Fenica tập đoàn ấy, là quan tâm tới vấn đề sức khỏe và chính sách người lao động. Vấn đề mà xịt tay khử khuẩn hoặc là đo thân nhiệt của khách hàng trước khi vào làm việc với công ty làm việc liệt cụ thể. Ngoài ra là công ty là trang bị khẩu trang cho anh em cả một nhân viên là mỗi người mỗi cái trên một ngày và bắt buộc trong một ngày là phải thay. Trước tình hình của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, cả công ty tại khu công nghiệp Phong Điền đã chủ động thực hiện tổ công tác tuyên truyền, tổ chức đo thân nhiệt của người lao động và phải khẩu trang hàng ngày trước khi vào ca làm việc, khử trùng vệ sinh khu vực nhà ăn, bếp ăn tập thể của nhà máy, thực hiện tổ cả khâu kiểm tra thực phẩm sạch, ăn chín, uống sôi, bố trí rộng khoảng cách chỗ ăn của người lao động. Hướng dẫn người lao động vệ sinh rửa tay bằng xà phòng thường xuyên trước khi vào ca sản xuất, trước và sau khi ăn ca. Vì vậy, đến thời điểm này, tại khu công nghiệp Phong Điền vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh và nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp. Sức khỏe của tất cả công nhân và người lao động đều ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Công ty đã chủ động tuyên truyền, rồi là hướng dẫn tất cả các công nhân của công ty là phải đeo khẩu trang, cũng như là lái xe, cũng như là các khách ra vào công ty cũng là phải là thực hiện đeo khẩu trang để đảm bảo cho sức khỏe và trong cái tình hình chống dịch. Về sức cá nhân thì cũng đã tuyên truyền cho cả bộ công nhân viên thì trong công ty thì cũng là cần là rửa sạch tay bằng xà phòng cũng như là sử dụng khẩu trang khi ăn và là thường xuyên. Khu công nghiệp Phong Điền hiện có 14 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đi vào hoạt động với gần 8.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nơi đây. Với đặc thù của khu công nghiệp là nơi có đông người tập trung với số lượng lớn, vì vậy việc chủ động triển khai nhanh chóng các biện pháp kiểm tra, phòng chống và theo dõi thường xuyên sẽ ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh corona trong đội ngũ công nhân, người lao động, góp phần giảm thiểu sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.